Xin chào anh Hoàng Minh Hiền nhé, một người đã từng làm một cán bộ đoàn ở thôn, hoạt động rất là tích cực. Anh Hiền có thể chia sẻ là anh không may bị tai nạn này từ năm nào không ạ? Xin chào các bạn. Tôi tên là Hoàng Minh Hiền, quê tại Lạng Giang, Bắc Giang. Thì tôi trong quá trình đi làm công nhân tuyến đường 1 cao tốc, tôi đi qua nhà cũng đã phải cỡ 12 13 cây rồi. Nhưng ô tô nó tông vào tôi, nó bỏ chạy. Tôi lúc đấy tôi không biết gì nữa. Rất may cho tôi là cũng gặp một anh thanh niên của làng đi làm về. Anh điện cho ông anh họ của tôi lúc đấy thế là ô tô các anh cùng họ làng anh ấy đưa xuống Đông Hà Bắc Giang, Bắc Giang đưa ngay tôi đi Việt Đức. Thì qua quá trình hơn một tháng ở Việt Đức thì bệnh viện Việt Đức lại trả tôi về bệnh viện phục hồi của tỉnh Bắc Giang. Qua quá trình đến nay thì cũng đã được năm nay đến Tết này là đến năm thứ năm rồi. Thì tôi cũng trong quá trình này thì tôi gia đình tôi thực sự là nợ thì cũng số tiền của tôi hết cũng đến trên 700 gần tỷ rồi. Thì cho nên là vợ tôi qua quá trình cũng phải đi vay mượn anh em thì ngân hàng. Tôi bây giờ thì hiện tại là đang đi làm để trả cái số tiền nợ đó. Hiện bây giờ tôi vẫn chưa có điều kiện để đi viện. Vâng, ông xin rất là chia sẻ đối với anh Hoàng Minh Hiền. Đúng không? Bây giờ là tất cả mọi khó khăn, mọi gánh vác của cuộc sống đều trên đôi vai người vợ của anh đúng không ạ? Đúng rồi, Vâng. bây giờ tất cả khó khăn đều trên đôi vai người vợ và đặc biệt là cả bố cả mẹ nữa chứ không phải độc mình người vợ của tôi. Vâng. Thế thì bây giờ trong làng của chúng ta, làng Phan đúng không ạ? Có một đội bóng mới cũng thành lập được một năm thôi, đó là FC Tân Lạc. Thì nghe được cái câu chuyện vô cùng là cảm động về cuộc sống của anh thì anh em cũng rất là chia sẻ, và anh em cũng biết là nguyện vọng của anh là cũng tới đây đều muốn được đi xuống viện để tiếp tục điều trị phục hồi đúng không ạ? Đúng rồi, tôi cũng rất mong là được muốn xuống bệnh viện phục hồi để các bác sĩ và các thiết bị của bệnh viện họ làm cho tôi đi lại để như người bình thường để tôi thì tôi cũng đã từng bị khuỵu xuống bị đứt cái dây chằng ở đầu gối này bên bên chân liệt này thì tôi cũng rất mong là xuống viện phục hồi để các bác sĩ và cộng trang thiết bị máy móc của bệnh viện để làm cho tôi đi lại như người bình thường để về đa khoa họ nối cái dây chằng cho tôi. Tôi mong muốn cái điều đó bởi vì thực sự là tôi rất muốn được khi đi không phải chống gậy nữa, tôi nấu được nồi cơm mà ít nhất là vợ tôi chồng cho tôi ruộng rau tôi cũng ít nhất là nấu được nồi cơm và tôi chăn được con lợn để cũng là phụ giúp cho gia đình Vâng. mà cũng chính cả tôi nữa. Tôi rất muốn được khi đi không phải chống gậy nữa, tôi nấu được nồi cơm mà ít nhất là vợ tôi chồng cho tôi ruộng rau tôi cũng ít nhất là nấu được nồi cơm và tôi chăn được con lợn để cũng là phụ giúp cho gia đình và nó cũng chính cả tôi nữa. À, rất là cảm động, tôi nghe tôi cũng muốn rớt cả nước mắt đối với những cái dòng tâm sự rất là chân thành mà anh Hoàng Minh Hiền anh ấy mong muốn. Thế thì chủ nhật tuần tới này thì anh em trong câu lạc bộ sẽ đá một trận bóng thiện nguyện trong làng với nhau thôi, và sẽ động viên những mạnh thường quân. Trước hết là các thành viên trong FC sẽ thôi thì của ít lòng nhiều, sẽ ủng hộ để chia sẻ với những khó khăn của anh. Thì anh cũng nguyên là một cán bộ đoàn đúng không ạ? Thì anh cũng, và trước kia thì anh cũng rất là hay bình luận những cái trận đá bóng của làng. Thì hôm đấy thì em nghĩ là anh cũng sẽ sẵn sàng ra để ngồi bình luận anh em đá bóng có được không? Rồi nếu mà hôm đấy các bạn thanh niên mà đá bóng bởi vì tính tôi từ lúc thanh niên tôi cũng rất thích đá bóng, rất yêu thích thể thao. Nên nếu các bạn thanh niên mà đưa tôi ra được xem bóng đá, các bạn đá và tôi sẽ bình luận để cho các bạn vui vẻ và đá hay hơn, đá rất hay cho các bạn khán giả trong thôn cũng như trong làng được xem. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Vâng, thay mặt anh em trong FC Tân Lạc, xin kính chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, và chắc chắn rằng là số tiền quyên góp được có thể là dù ít dù nhiều, nhưng đấy cũng là tấm lòng của
anh em dành dành cho một người nguyên là thủ lĩnh đoàn của thôn đúng không ạ, và mong anh sớm phục hồi để cái cuộc sống nó bớt đi khó khăn, nó san sẻ khó khăn cho vợ cho gia đình, và cũng nấu được nồi cơm, chăn được con lợn, chăn được con gà để trang trải cuộc sống. Nhưng mà cái điều mong muốn của tôi là như vậy, và tôi xin hết và xin cảm ơn tất cả các bạn.